MC Thu Hà xin mến chào các bạn khán giả đến với kênh audio chuyện hay Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Xin giới thiệu đến các bạn một câu chuyện thầm kín đời thực Nghe xong sẽ để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng các bạn Thường chúng ta hay có câu mẹ chồng làng sâu Nhưng câu chuyện này lại là bố chồng nàng sâu Một ông bố chồng oái om, dê sùm có mâu thuẫn gì mà suốt ngày đại chiến với con dâu Khiến cuộc sống của vợ chồng con dâu bị đảo lộn với nhiều tình tiết rất bất ngờ và cầu huyết đang chờ. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây nhé! Và sau khi thưởng thức xong câu chuyện, quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, bình luận bên dưới và đăng ký kênh nhé! Sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Lan là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Hồi còn học đại học, cô được rất nhiều chàng trai trong trường để ý và tán tỉnh nhưng tuyệt nhiên cô chẳng ưng ý một ai năm cuối đại học sư phạm cô đem lòng yêu một chàng trai tên quang học trường kinh tế hai người yêu nhau sâu đậm ra trường với thành tích nổi bật lan đã tìm được việc làm ngay còn quang thì vẫn chưa có việc làm nhưng hai người vẫn quyết định tiến tới hôn nhân cưới nhau được vài tháng thì lan cũng dính bầu công việc của quang cũng đã tìm được nhưng với mức lương ít ỏi chỉ đủ trang trải cuộc sống trong gia đình chứ không dư giả được là bao. Vậy nên, đến khi con được 2 tuổi thì Quang quyết định sang Hàn làm việc cho một công ty kỹ thuật với mức lương 40 triệu một tháng. Ở trong nhà, mẹ chồng của Lan là bà Mai cực kỳ tâm lý và thấu hiểu con sâu. Thế nhưng trái ngược với bà Mai, bố chồng Lan là ông Cường thì lại có phần quái đàn. Trước đây, ông ta cũng chịu khó làm ăn và cũng có chút của dư của để. Nhưng từ khi có con trai làm việc ở nước ngoài lương cao, thì ông nghỉ làm và hầu như là ở nhà chỉ ăn chơi với tiêu tiền của con trai gửi về. Ông Cường đã 50 tuổi rồi, nhưng nhìn ông vẫn còn trẻ và khỏe lắm. Buổi sáng ông dậy đi tập thể dục với mấy ông bạn già, sau đó thì đi ăn sáng uống cà phê. Nhìn ông ăn mặc trẻ trung, đầu tóc bóng mượt, khác hẳn với bà Mai Bà Mai kém ông Cường 5 tuổi, nhưng bà là người giản dị, không quần là áo lượt, phấn son gì cả, lại thêm làn da nhăn nheo, gương mặt có phần vất vả, nên trông bà Mai già hơn ông Cường rất nhiều. Bà Mai bị thoái hóa đốt sống lưng, không làm được việc nặng, nên trước giờ bà vẫn bán đồ ăn sáng ở cổng trường. Hàng tháng, tiền bán của bà đều phải đưa cho ông Cường nắm giữ, kể cả là tiền lương của Quang cũng vậy tất cả đều phải để ông Cường nắm tài chính ở trong nhà. Ông nói rằng từ trước đến nay ông nuôi con ăn học thành tài thì bây giờ tiền của nó làm ra thì phải để cho ông nắm giữ. Thậm chí ngày mới cưới về, ông còn đòi nắm luôn tài chính của con sâu, nhưng Lan không chịu và đấu tranh mãi mới được cầm kinh tế riêng, thật là quái đản. Dạo này không biết có chuyện gì mà ông Cường với bà Mai cứ nửa đêm là lại cãi nhau om sòm mãi về sau lan mới biết được lý do là do bà mai đau lưng không chịu chiều ông cường làm ông khó chịu nên ông mới cáu bà bà còn kể là ngày nào ông cũng đòi bà cả nhưng bà đau không có hứng thú nên càng làm ông tức giận hơn lan thương mẹ chồng lắm nên sau vài lần tìm hiểu cô quyết định mua rau xăm về giã lấy nước và bảo bà mai cho ông cường uống vì mọi người thường mách rau rằng nước lá rau xăm giúp làm ham muốn ở đàn ông. Và cũng từ đó, Lan đi chợ không bao giờ mua mấy món làm tăng nhu cầu mà cô mua đậu về cho cả nhà ăn. Cũng vì thế mà trong bữa ăn, cô đã bị ông Cường chửi. Suốt ngày đậu rán, đậu luộc, đậu hấp, không biết chán à? Lâu rồi không thấy mẹ con nhà bà mua hào về nướng ăn đâu. Mai mua đi. Lan thấy vậy, liền nói dối. Trên tivi vừa nói á, không nên ăn hầu đâu bố ạ à, vì hầu có nhiều vi khuẩn lắm không tốt cho sức khỏe đâu bố ăn hầu sống mới sợ chứ còn nướng lên rồi thì vi khuẩn chết hết rồi sao phải lo kể cả hầu nướng hay hầu sống đều không tốt cho sức khỏe đâu bố bố đổi sang món khác đi ạ à. ông cường bực quá gắt lên bố chưa nói xong con đã cãi xong rồi cái nhà này mất nóc rồi à bà mai thì ông cường cáu lên bà nói đỡ cho lan Thôi ông đừng mắng con nữa Nó cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta thôi mà Tốt cái gì mà tốt Nó phản tôi thì có Dâu với trả con Tao mà điên lên á Tao trả về nhà ngoại đấy nhá Kìa ông Ông nói thế mà nghe được à Ông nói ông phải suy nghĩ chứ Bà mà còn lèm bà lèm bèm nữa Thì đừng có trách tôi Hai mẹ con nhà bà hùa với nhau Cãi trả tôi đấy hả Lan ngồi ăn không nói gì Ông Cường vùng vằng buông bát Rồi đi lên nhà Bà Mai khẽ đó bảo Lan Con đừng để ý lời bố con nhé Ông ấy nói không suy nghĩ ấy mà Lan gật đầu Con không sao ạ Con cũng không để ý mấy cái nhỏ nhặt đó đâu mẹ Ngày hôm sau Lan thay vì mua hầu Thì cô mua con vịt quay Nên ông Cường không nói gì nữa Mẹ chồng Lan tốt tính Không có gì để che trách cả Nhưng bố chồng thì càng ngày càng mất nét già dạ rồi nhưng càng ngày càng dừng mỡ. Đúng là trẻ không ăn chơi, giả dạ đổ đốn. Vì bà Mai không chiều ông Cường được nên ông khó chịu và bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Tối đi ngủ, ông Cường cứ mở phim bậy bạ để xem và bắt bà Mai á phải xem cùng. Bà cáu quá gắt lên. Ông có tắt ngay đi không hả? Già dạ rồi còn dở chứng biến thai nữa. Ông chia điện thoại ngay trước mặt bà. Bà nhìn học hỏi đi, Người ta phải hừng hực thế này này Đâu như bà y như con cá chết ý Ông có tắt ngay không hả Già rồi còn biến thái Ông không sợ con cháu nó cười cho hả Chuyện bình thường mà Có gì mà sợ chúng nó cười chứ Nào bà cười quần áo ta đi Mình thực hành theo chúng nó luôn Ông tránh xa tôi ra Tránh xa tôi ra Ông Cường cứ xông vào Cởi quần áo của bà Mai Bà đau lưng nên không có hứng thú bà vùng dậy và chạy ra ngoài lan đang nằm ôm con ngủ thì bà mai gõ cửa gọi lan ơi mở cửa cho mẹ với lan dậy mở cửa cho bà mai vào bà chốt cửa lại leo lên giường luôn hôm nay mẹ ngủ đây với hai mẹ con nhé bố mẹ lại cãi nhau ạ à? bà mai mặt ủ rũ thở dài <laughs> mẹ không biết phải làm sao với bố con nữa lan ạ Càng ngày ông ấy càng đổ đốn. Vừa nãy, ông ấy cứ bắt mẹ xem mấy cái phim vớ vẩn đó con ạ. À. Trời ơi, bố mà còn vậy nữa ư? Hết nói nổi luôn mà. Cả đêm đó, ông Cường không ngủ được, cứ đi xa rồi lại đi vào. Cứ một lát, ông lại qua cửa phòng Lan gọi. Bà Mai ơi, bà Mai! Nhưng bà Mai mệt nên ngủ không nghe thấy gì luôn. Lan thở dài ngao ngán do ông cường ngày càng biến thái nên bà mai lại càng sợ bà cứ trốn tránh ông và sang phòng con dâu ngủ vì thế nên bố chồng lại càng ghét lan hơn ông cho rằng lan xúi dục bà mai nên bà mới như vậy sáng hôm sau bà mai đi bán hàng lan thì cho con ăn sáng để chuẩn bị đi làm ông cường đi xuống ông hầm hầm nhìn lan lan mày càng ngày càng láo rồi đấy lan liền nói con làm gì sai mà bố nói con láo ạ mày lại còn lươn lẹo nữa sao mấy hôm nay mày xúi dọc mẹ chồng mày chống đối lại tao đúng không bố nhầm rồi ạ là mẹ tự sang phòng con ngủ chứ con không hề xúi giục mẹ mày đừng có cãi tao tao ở với bà ấy bao nhiêu năm nên tao biết chứ nếu mày không xúi thì bà ấy sẽ không như vậy rồi lan thở dài và nói bố nên suy nghĩ lại đi bố Bố mẹ già rồi, đâu còn trẻ trung như thanh niên nữa. Bố phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Già rồi, lại còn xem mấy cái phim bậy bạ, rồi ham hố quá, lại đột quỵ ra đấy, thì mang tiếng lắm bố ạ. À. Ông Cửa nghe xong, giận tím mặt. Ông tức sôi máu lên, sau đó chửi Lan. Còn chó, mày dám nói bố mày như vậy hả? Lan vẫn bình tĩnh nói. Bố nói chuyện lịch sự tử tế đi Kẻo người ta lại nói Bố chửi con dâu Lại mất cái danh tiếng của bố đấy ạ Còn đĩ chó này nữa Mày cút ra khỏi nhà tao ngay Thế bố gọi chồng con về đi Ngày trước chồng con đón con về như nào Thì bây giờ trả con về như thế Còn chuyện bố chửi con là con chó Con đĩ Thì con cũng nói luôn Là con cùng giống loài với bố đấy ạ Bố có con có cháu rồi Bố có tuổi rồi Bố sống tử tế Cho mẹ con đỡ khổ với ạ Thôi con xin phép đưa cháu đi lớp Rồi đi làm luôn đây ạ Mặc dù bị bố chồng chửi như thế Nhưng Lan không sợ Bao nhiêu năm qua Không có chồng bên cạnh Nên cô gái ấy đã trở lên mạnh mẽ hơn nhiều Cô thấy mình càng ngày càng giống con nhím dù Mỗi khi ai động vào Là cô xù lông lên để bảo vệ mình Bố chồng Lan tức lắm nhưng vì thế cô nói đúng quá nên ông không thể làm gì được Ông nghiến răng nghiến lợi, chửi khi con dâu đã đi ra khỏi nhà. Còn đĩ chết tiệt, nó dám nói mình như thế, nó là con hay mình là con nó đây? Trời ơi là trời, tức quá mà. Ngay lập tức, ông cường gọi điện sang Hàn mách con trai. Alo, con nghe bố ơi. Quang đấy à con? Vâng, con đây ạ, à. có chuyện gì sao? Nghe giọng bố lạ thế. À, bố thấy buồn một chút thôi con ạ. À con lan bây giờ á nó bị làm sao ấy động tí là cãi đúng cũng cãi sai cũng cãi nó còn cãi nhau tay đôi với bố nữa đấy bố thấy thất vọng quá con ạ à. con lan nó dám cãi bố như thế sao con để láo để con gọi điện cho nó nói nó một trận thôi con ạ à, bố không trách nó đâu con đừng nói nó không lại ẩm nhà lên á rồi nó lại càng được đà nói bố thêm đấy thôi cho qua đi con ạ à. quang tức lắm anh gắt um lên con không có nhà nên nó được đà lên nước đi mà tức thật đấy sau này con về á nó chết với con ông cường tắt máy rồi cười khẩy còn đĩ để xem ai hơn ai nhá tối hôm đó cơm nước xong xuôi la lên nhà lấy điện thoại gọi cho chồng thì anh không nghe máy cô gọi mấy cuộc liền anh không nghe nhắn tin hỏi thì anh không trả lời cô không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa Vừa hôm trước anh còn nói Chuyển cho cô 5 triệu để mua đồ cho con Cô ấy đã mượn tạm tiền của chị làm cùng Để mua rồi Mà giờ không thấy chồng nghe máy Lan không biết phải làm thế nào đây Ngày hôm sau tới trường Thấy Lan ngồi buồn buồn Chị Hiền liền hỏi Lan em có chuyện gì sao Sao trông mặt buồn vậy Chị ơi chị 5 triệu em mượn chị đó Chị thư thư cho em vài bữa nữa nhé Ừ, không sao. Làm chị tưởng em có chuyện gì cơ. Không biết tại sao em gọi chồng em không nghe máy chị ạ. À? Không biết anh ấy giận em chuyện gì nữa. Hay là nó có bồ bên đó rồi, nó là đàn ông lại xa vợ, chị nghi nó có bồ lắm. Chị em phụ nữ mình còn chịu được, chứ đàn ông sinh lý cao á, họ không chịu nổi đâu. Mà chồng em lại đi mấy năm rồi, không muốn về. Chắc không có chuyện đó đâu chị ạ. À. Em cứ ngồi đó mà tin chồng đi. Cho khéo tới lúc nó về á, nó lại dẫn theo con vợ về cùng đấy. Không đâu, Quang không phải người như vậy đâu chị ạ. À. Em tin anh ấy chị ơi. Ừ, cứ ngồi đó mà tin, tới lúc đó nó đá đít thì mới sáng mắt ra, rồi lại ngồi mà khóc. Lan ngồi im không nói gì thì chị Hiên nói thêm. Đi nước ngoài 5 năm, chưa một lần gửi tiền về cho vợ, một hộp sữa cho con cũng không mua. Lần này bà gửi 5 triệu về mua đồ cho con, cuối cùng thì cũng không liên lạc được. Chị không hiểu rốt cuộc thì em lấy chồng để làm cái gì nữa, Lan ạ." À. Lan thở dài nói. <laughs> "Em lấy chồng để nhân giống mà. Ừ, chắc là vậy cũng nên. Lấy chồng lãi mỗi đứa con thôi, chứ có được cái tang tạng gì đâu. Thôi, hết năm nay nó về xem nó thế nào, nếu không ổn thì ly hôn đi em ạ. À. Đàn ông bây giờ thiếu gì?" Lan phì cười nhìn chị Hiên Em chịu chị đấy Dạo này chị xem nhiều tiktok quá rồi đấy chị Hiên ạ à. Con chị ngày nào nó cũng xem đấy Mà xem cũng thấy vui vui Em cũng tải về mà xem Cho đời nó bớt nhạt em ạ à. Vâng ạ à. Lan mở điện thoại ra xem Vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của chồng Rốt cuộc thì anh ấy đang suy nghĩ cái gì Mà anh ấy lại không nghe máy của mình vậy chứ chiều về lan hỏi mẹ chồng mẹ ơi anh quang có gọi về cho mẹ không ạ có vừa nãy nó gọi về cho bố mẹ mà sao thế con dạ tại con không gọi được cho anh ấy nên con thấy lo ạ con không gọi được cho nó á nó vừa gọi về một tiếng trước thôi mà lan lấy điện thoại của bà mai gọi cho quang thì anh nghe máy alo mẹ à em đây sao em gọi anh anh không nghe máy vậy anh bận, anh bận tới mức không thể nhắn trên một tin nhắn ư. Anh biết em lo lắng cho anh lắm không hả? Thôi anh bận, nói chuyện sau nhá. Ơ, ờ, thế anh không gửi tiền về cho em à? Tút, tút, tút. Quang dập máy luôn. Lan nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao chồng cô lại làm vậy nữa. Sao thế con? Hai đứa có chuyện gì thế con? Dạ không có gì mẹ ạ. À. Mẹ trông cháu cho con, con lên phòng đây ạ. À ừ con mệt thì lên nghỉ ngơi đi con lan bước lên phòng mà lòng nặng trĩu cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng em làm gì sai vậy quang vẫn không trả lời chị lại nhắn tiếp em làm gì sai thì anh nói thẳng ra cho em biết để em còn sửa quang vẫn im lặng không trả lời cả tuần sau đó lan và quang không liên lạc với nhau vì quang không gửi tiền về cho lan nên cô sang nhà mẹ đẻ mượn mẹ 5 triệu để trả cho chị Hiên. Ai cũng tưởng cô giàu lắm, có chồng đi Hàn mà, thế mà cô còn chật vật không đủ ăn. Lương giáo viên cũng chỉ đủ hai mẹ con chi tiêu thôi, chứ không dư được đồng nào cả. Năm năm chồng đi Hàn, Lan chưa được cầm một đồng tiền nào của chồng cả. Có thể cô nói không ai tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Chuyện chồng không gửi tiền về cho vợ hay chuyện anh lạnh nhạt với Lan thì cô vẫn cố gắng vì con mà chấp nhận được, nhưng chuyện bố chồng là ông Cường càng ngày càng quá đáng thì cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Càng ngày, ông càng để ý con sâu nhiều hơn, chỉ cần cô lỡ miệng nói sai một câu là ông kiếm cớ gây sự và chửi cô. Lan có linh cảm ông bố chồng muốn kiếm chuyện để cô ức chế và bỏ đi thì đúng hơn. Hầu như ngày nào ông cũng tìm cách để gây sự với Lan, khiến cô bực tức lắm, nhưng vì nghĩ tới mẹ chồng vì thương bà nên cô lại cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng ông Cường vẫn không dừng lại và càng ngày ông ấy càng quái gở hơn. Ngày chủ nhật, Lan được nghỉ ở nhà, cả bố mẹ chồng cô cũng ở nhà hết. Mẹ chồng bế cháu ra ngoài ngõ chơi, còn Lan thì lau nhà cửa. Bố chồng Lan ngồi ở phòng khách cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lan mặc bộ đồ ngủ kín đáo, chỉ là quần đùi chứ không phải quần dài thôi, thế mà ông cứ nhìn cô chằm chằm. Tính Lan hay nói thẳng Nên cô hỏi luôn Bố nhìn gì mà nhìn con mãi thế Ông Cường vừa uống trà Vừa bình thản nói Con được 50 cân không Con 48 cân Mà sao tự dưng bố lại hỏi cân nặng của con thế ạ à? à? không có gì Rồi ông lẩm bẩm 8 năm 70 90 Chắc tầm đấy Bố vừa nói cái gì thế? Không lẽ bố đang tính số đo ba vào một con ư? Ừ, nhìn dáng chuẩn vết đấy. Lan thấy nóng mắt rồi đấy, nhưng cô vẫn cố nhịn vì cô không muốn cãi nhau với bố chồng đâu. Bố chồng với nàng dâu suốt ngày cãi nhau thì không hay ho gì cả. Lan nuốt cơn giận vào trong và lau nhà tiếp, nhưng ông Cường lại càng được đà, ông nhìn Lan chép miệng. Nhìn ngon đấy. Tới lúc này thì Lan không thể nhịn nổi nữa, cô gắt lên bố nói gì đấy bố bảo ai ngon đấy bố nói con nhìn dáng chuẩn ngon đấy bố có thôi ngay đi không hả con là con dâu của bố đấy bố nói thế bố không thấy xấu hổ con trai của bố à ơ ờ, cái con này bố nói thế thôi mày làm gì mà gắt gỏng lên thế hả giả dạ, rồi còn mất nết lan bực quá không lau nhà nữa và đi ra ngoài bố chồng cô càng ngày càng quá đáng rồi cứ cái đà này có ngày điên lên á Chắc cô đánh ông ấy luôn Giả rồi còn mất nết Hết nói nổi luôn mà Nhà chồng của Lan ba tầng Và tầng nào cũng có nhà tắm Thế mà đợt này ông Cường cứ xuống tầm một tắm Nhà tắm ở gần khu nhà bếp Và ông luôn tắm vào cái giờ con dâu nấu cơm Và cũng giờ đó mẹ chồng Lan Bế cháu ra đầu ngõ chơi Để con dâu nấu cơm Lan đứng nấu cơm Nghe tiếng bố chồng hát trong nhà tắm Là cô đã thấy chối tai rồi có ai già rồi mà vừa tắm vừa hát không? Anh nhớ em, như ánh mắt nhớ nụ cười, nhớ tất cả những gì là của em. Lan vừa nấu cơm, vừa lẩm bẩm. Đúng là già rồi còn mất nét. <laughs> Lan đứng sang thịt thì bố chồng gọi. Lan ơi, con có ngoài đấy không? Có, con đây. Lấy cho bố cái khăn tắm với, bố quên. Lan nghiến răng. Bố đùa đấy à, lấy hộ bố đi bố vắt ở cầu thang ấy nhanh lên không bố lạnh lan gắt lên lần cuối cùng đấy lần sau đi tắm bố nhớ mang đủ đồ đi bố biết rồi con lấy hộ bố đi lan điên lắm rồi nhưng chẳng lẽ ông ấy nhờ lại không lấy hộ nên cô ra lấy khăn tắm và mang vào cho bố cô cô gõ cửa và nói bố thò tay ra con đưa cho lan nói vậy là để ông ấy hé cửa và thò tay ra ngoài nhưng không biết ông ta vô tình hay cố ý mà ông ấy mở toang cửa ra và đứng trần chuồng trước mặt con dâu. Làn ngại quá, ném cái khăn vào người ông bố chồng và đi nhanh ra ngoài. Ông Cường mặc quần áo và thản nhiên như không có chuyện gì. Làn điên quá, không chịu được nữa gắt lên. Bố ra đây, nói chuyện với con đi. Ông đi ra nhìn con dâu cười. Bố đây. Bố mất lịch sự vừa phải thôi chứ. Bố không thấy xấu hổ với con à? thế hey, con nhìn thấy hết rồi à này lan lại đây bố bảo cái này ông cường nhìn xung quanh không có ai ông liền nói thằng quang nó không có nhà mà con thì đang ở cái tuổi sung sức mà bố thì lại đang thiếu thốn vì mẹ con bị đau lưng hay là bố con mình hợp tác đi vẹn cả đôi bên lan sốc toàn tập trước những câu nói thiếu thế nhị của bố chồng lan nghiến răng quát câm mồm ông biết Ông vừa nói cái gì không hả? Con vừa nhìn rồi đấy, súng ống của bố vẫn ok lắm, bảo đảm không làm con thất vọng đâu. Nhìn con ngọt nước quá, bố không chịu được. Lan điên quá, tát bố vào mặt bố chồng. Ông già mất nết, tôi sẽ mách con trai ông để xem con trai ông nó sẽ nghĩ gì về ông. Còn tôi á, cũng nói luôn, nếu ông còn ăn nói vớ vẩn với tôi một lần nữa thì ông đừng trách tôi. Ông cường bị tát thì gắt lên. Ơ ờ, cái con này mày dám tát cả bố chồng mày sao? Cái đồ mất dậy Con cảnh cáo bố, còn vớ vẩn một lần nữa thì bố đừng trách con. già rồi sống hẳn hoi làm gương cho con cháu đi bố ạ. Ông cường không nói gì và đi ra ngoài. Lan ngồi xuống vò đầu bứt tai suy nghĩ. Rốt cuộc thì ông ta bị cái gì vậy trời? Sao ông ta có thể dê dồm cả con dâu của mình như vậy chứ? trong khi Lan còn đang đau đầu mệt mỏi vì bị chồng lạnh nhạt mà anh ta thì ở tận bên Hàn. Lan muốn gặp anh để nói chuyện rõ ràng cũng không được nên càng bực mình hơn. Thế mà ở nhà có ông bố chồng lại dở chứng biến thái về vãn con dâu. Thật sự Lan bức xúc lắm. Cô muốn về nhà ngoại ở nhưng cứ nghĩ tới mẹ chồng cô lại không đành lòng. Đêm hai mẹ con Lan đang ôm nhau ngủ thì tiếng bố mẹ chồng cãi nhau dưới tầng. Lan mới mở cửa phòng đi ra Thì thấy ông Cường đang nội bà Mai từ ngoài vào Đi vào, đi ngủ đi Bà Mai thì cứ bám tay vào cánh cửa không vào Tôi không vào Tôi bảo bà đi vào ngủ đi Tôi không vào, tôi không muốn ngủ Tôi muốn ngủ ở phòng khách thôi Vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ Đi vào phòng Bố mẹ chồng cứ co kéo như vậy Lan mới giả vờ đi xuống lấy nước đi qua chỗ ông bà lan giả vờ hỏi nửa đêm rồi bố mẹ không ngủ còn ra đây làm gì thế ạ à? ông cường được đà nói bà mai luôn đấy muộn rồi đấy bà vào đi ngủ đi bà mai liền vùng tay ra khỏi ông cường chạy thẳng lên lầu ông cường vội chạy đuổi theo thì bị lan ngáng chân một phát thế là ông ngã sấp mặt xuống đập một số thứ vào cầu thang chắc là đau quá nên ngồi đó nhăn nhó không còn sức chạy đuổi theo bà mai nữa ông nhăn nhó nói trời ơi gãy của tao rồi cái con trời đánh này mày muốn giết chết tao đúng không lan cãi mặt tỉnh bơ ơ hay bố chạy không để ý nên vấp vào chân con mà thôi bố về phòng ngủ đi đừng làm ầm ĩ nữa không nhà hàng xóm biết đó, họ lại cười cho đấy nói xong lan đi lên phòng và đóng cửa lại Bà Mai nhìn Lan thở dài Để con chứng kiến những chuyện này Mẹ thấy ngại quá con ạ à. Con đừng cười bố mẹ nhé Vâng ạ à, Con không cười Và cũng không thấy buồn cười mẹ ạ à. Con thấy thương mẹ lắm Nhưng con cũng không biết phải làm gì Để giúp mẹ nữa Con xin lỗi mẹ Ngày trước Ông ấy cũng bình thường mà Sau mấy tháng này ông ấy cứ như vậy chắc từ lúc ông ấy chuyển sang dùng cái điện thoại to to lướt lướt, rồi ông ấy xem lắm thứ vớ vẩn, nên mới như vậy đấy. tối nào cũng mở rồi bắt mẹ phải xem cùng. mẹ không biết phải làm sao để ông ấy dừng mấy cái trò ấy lại nữa. mẹ mệt mỏi lắm rồi con ạ. À. nếu mẹ không chịu đựng được thì mẹ ly hôn đi ạ. À. nhưng mà bố mẹ sống từng này tuổi rồi mà còn ly hôn thì ngại lắm. mọi người lại cười cho con ạ. À không ai cười mãi được đâu mẹ ơi bây giờ mình phải vì bản thân mình nữa chứ vì mẹ đâu có thể chịu đựng mãi được âu ạ không được đâu mẹ không muốn bây giờ bố mẹ phải lôi nhau ra tòa đâu có cháu rồi đâu còn trẻ nữa đâu chứ ngại lắm con ạ lan thở dài và nói mẹ cứ suy nghĩ như thế người khổ vẫn mãi là mẹ đấy mẹ ạ mẹ chạy trốn được vài lần chứ sao mẹ chạy được cả đời ạ thôi ngủ đi con mẹ mệt rồi mẹ ngủ đây mẹ hãy cứng rắn lên mẹ thử dọa ly hôn bố xem xem ông ấy có thay đổi được không rồi con và mẹ sẽ cùng nghĩ cách ạ à? ừ mẹ biết rồi thôi ngủ đi đúng một tháng chiến tranh lạnh thì tới tối hôm nay quang mới gọi điện về cho lan alo đến tận hôm nay anh mới gọi cho em à anh gọi để nhắc nhở em ở nhà đừng có láo, anh không có ở nhà nhưng anh biết hết đấy. em đừng có mà qua mặt anh, bỏ ngay cái kiểu cãi láo đi đi nhá. ơ, ờ, anh nói gì lạ vậy? em cãi láo gì ạ? À? chồng đi làm xa, vợ ở nhà cãi bố cãi mẹ của chồng. em học lại cách làm dâu đi, rồi nói chuyện với anh. ai nói gì với anh đúng không? là ai nói? em im đi, đừng cố giải thích làm gì, đừng để đến lúc anh về chúng ta lại không nhìn được mặt nhau nữa. Anh không có ở nhà, em phải thay anh chăm sóc bố mẹ. Anh lấy em về để chăm lo cho bố mẹ anh, chứ không phải anh lấy em về để em cãi bố cãi mẹ như vậy đâu. Lan nghe Quang nói, bực quá mới gắt lên. Anh nói thế là em hiểu rồi. Anh ở bên đó, anh không biết chuyện gì ở nhà thì anh đừng có mà nói lung tung. Để em nói cho anh nghe, mà tất cả là do bố anh. Lan chưa kịp nói hết câu, bên kia quang đã tắt máy lan lập tức gọi lại nhưng quang không nghe máy lan tức không thể chịu đựng được nữa nói thầm sao anh ấy lại có thể ích kỷ như vậy được chứ anh ấy không cho mình một cơ hội để nói nữa rốt cuộc thì anh ấy coi mình là vợ hay là một người giúp việc cho nhà anh ấy đây lan đã bực mình chuyện của quang rồi thì ngày hôm sau bố chồng cô lại tiếp tục xuống nhà tắm ở gần chỗ cô đứng nấu ăn và vẫn cái bài ca quên khăn tắm. Lan ơi, lấy hiệu bố cái khăn tắm với. Lan cáo lắm rồi, cô nghiến răng. Mình đang điên thì chớ, ông ấy lại muốn dê mình đây mà. Lan lên phòng, lấy cái điện thoại xuống rồi cầm cái khăn tắm ra nhà tắm. Đây, khăn của bố đây. Và tất nhiên là bố chồng cô, ông ấy lại đẩy hết cửa ra, cố ý khoe hàng cho Lan thấy nhưng lần này cô không bỏ chạy nữa mà rất bình tĩnh một tay chìa khăn tắm ra một tay cầm cái điện thoại lên và nói với ông bố chồng biến thái kia ok con quay video bố tắm rồi đăng lên facebook cho mọi người xem luôn nào bước cười lên đi ông cường sợ quá vội đóng sầm cửa lại còn bị kẹp tay vào cửa ông nghiến rằng kêu ẩm ĩ lên a à, con điên kia sao mày dám quay video bố mày tắm chứ con cảnh cáo bố rồi mà Bố mà đừng có sở trò bệnh hoạn biến thái này một lần nữa Thì bố sẽ phải trả giá đắt đấy Bố chồng yêu quý của con ạ à. Thực ra lúc đấy Lan chỉ dọa bố chồng thôi Chứ lúc đó ông Cường mở cửa ra Lan không kịp mở máy quay Nhưng bố chồng cô lại tưởng cô quay thật Ông mặc quần áo Và đi ra lại gần chỗ con dâu nói Thôi bố biết sai rồi Bố chỉ tính treo con chút thôi Chứ bố không có ý gì cả. Con xóa cái video khi nãy đi nhá. Lan mặt tỉnh bơ, nói như thật. Sao phải xóa ạ? À? Để con đăng lên Facebook, rồi bố thành người nổi tiếng luôn. Bố thích được nổi tiếng mà. Thôi, bố xin con. Con xóa đi, xóa đi mà. Được, con sẽ xóa. Nhưng con muốn bố thay đổi. Thay đổi gì chứ? Từ bây giờ, bố không xem phim vớ vẩn nữa. Sống cuộc sống lành mạnh và đừng ép mẹ con làm những việc mẹ con không thích nữa bố có xem phim vớ vẩn đâu con con hiểu lầm rồi bố đưa điện thoại của bố đây bố có dám đưa không thôi được rồi bố sẽ nghe lời con bố sẽ thay đổi được chưa không phải là thôi được rồi mà bắt buộc bố phải thay đổi để bố bình thường trở lại nếu bố không thay đổi cứ sống cái lối sống bệnh hoạn đó thì bố sẽ mắc bệnh nặng không cứu vãn nổi nữa đâu Ông Cường gãi đầu Thế giờ bố phải thay đổi như thế nào đây? Bố đưa điện thoại của bố đây Bố chồng Lan vừa đưa điện thoại của ông ấy cho cô Thì cô cầm lấy và đập mạnh xuống sàn nhà Điện thoại vỡ tan tành Ơ ờ, cái con điên này Sao mày dám đập điện thoại của tao chứ? Lát con mua cho bố các điện thoại khác Chỉ để nghe và gọi thôi Từ giờ bố không được dùng điện thoại thông minh nữa đó là cách duy nhất để bố không xem phim bậy bạ nữa Ông Cường tức lồng lộn lên Trời ơi Tại sao Tao lại có một đứa con dâu mất dậy như mày chứ Có đứa con dâu nào lại đập điện thoại của bố chồng như mày không Vì con là con dâu của bố Nên con mới như vậy đấy Là bố bắt con phải làm vậy Mà con nói luôn Bố mà cứ sống như thế Thì bố con còn đập Chứ nói gì cái điện thoại Thế nên lần này Bắt buộc bố phải thay đổi Bố nghe rõ chưa mày đang uy hiếp tao đấy à để tao gọi thằng quang để xem nó xử lý mày con mất dậy này vâng bố gọi chồng con về luôn đi vì con cũng đang có chuyện muốn gặp anh ấy để nói cho rõ ràng đây bố gọi luôn hộ con đi ông cường thấy lan căng quá nên ông mới không nói gì nữa ông đi ra ngoài lan thở dài ngao ngán giá như chồng cô anh ấy chứng kiến những chuyện này thì anh ấy đã không trách móc cô rồi anh ấy đang hiểu lầm cô mà cô thì không có cách nào để giải thích cho anh ấy hiểu cả sau vụ lan dọa đăng video thì ông cường yên ổn được nửa tháng rồi sau đó ông lại tiếp tục ông lại mua các điện thoại thông minh khác và để ở trong phòng và đêm ông vẫn mở phim vớ vẩn và xem ở trong phòng sáng chủ nhật lan thấy mệt nên vẫn nằm trong phòng bà mai cho cháu ra ngoài ngõ ăn sáng ông cường dậy thì không thấy bà ở nhà nên ông đi lên tầng nhìn vào phòng lan thấy cô nằm ở đó cửa không khóa vì lúc sáng con trai dậy nó cứ đi ra đi vào song lan lại làm ngủ quên nên cửa phòng mới mở như vậy ông cường bắt đầu nổi máu dê, ông đi nhẹ nhàng vào trong phòng mồng còng thế chà chà ông cường đưa tay sở mông con dâu mắt lim dim thỏa mãn sở mông thôi mà đã thích thế này rồi Lan thấy mông buồn buồn nên giật mình tỉnh giấc và giật bắn cả người khi thấy bố chồng cô đang đứng lù lù bên cạnh. Lan mới hét lên. Bố, bố làm cái trò gì thế hả? À? Lan, bố thích con, bố thích con. Ông Cường đưa tay tóm lấy chân Lan, cô hoảng quá kêu ẩm ĩ lên. Bố cút ra ngoài kia ngay, cút đi. Thấy Lan sợ hãi, bố chồng lại càng thích thú hơn. Ông tụt luôn quần đùi của ông trèo lên giường lan và tóm chân cô để kéo cô lại gần ông cô giơ chân đạp ông ngã xuống nhưng ông lại lồng lên tóm lấy cô lan bố thích con con nhìn đi hàng bố khủng lắm con thử đi thử đi mà ông tránh xa tôi ra tôi là con dâu của ông đấy xã hội bây giờ đầy vụ bố chồng của biết con dâu mà con đừng sợ bố sẽ không nói với ai đâu sẽ không ai biết đâu Ông Cường cứ cố kéo quần Lan xuống Rồi ông ấn cái đó vào tay Lan Con sờ đi Nó to mà Sờ đi con Thật không may trong bố chồng Là ông dê sồm nhầm con sư tử cái rồi Ông ấn cái đó vào tay Lan Lan liền cầm chắc lấy Và nghiến răng Bẻ gập cái đó quặp xuống phía dưới Ông Cường kêu ẩm ĩ lên Như lợn bị chọc thiết vậy Lan liền chạy ra ngoài luôn Ông đau quá Lan lộn từ trên giường xuống dưới đất mặt cắt không còn giọt máu nào. Sau đó, Lan gọi cho mẹ chồng về, bà ấy đưa ông vào bệnh viện để bó bột. Câu chuyện dở khóc dở cười, nhục nhã thật. Vì muốn giữ thể diện cho bố chồng, nên sau một hồi suy nghĩ, Lan quyết định im lặng cho qua mọi chuyện. Thế nên chỉ gia đình biết thôi, chứ người ngoài không biết. Quang ở bên Hàn không chứng kiến hết mọi chuyện, nên anh có vẻ không tin Lan. Và hai người bọn họ lại tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau vì ý của quang là do so lan rụ rỗ bố chồng nên mọi chuyện mới thành ra như vậy lan gọi điện cho quang không được cô nhắn tin thì anh không trả lời cô bắt đầu thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này anh chưa bao giờ lắng nghe cô nói cả đến cả một cơ hội để giải thích cô cũng không có một tuần sau khi ông cường vẫn còn đang nằm viện thì quang bay về nước xuống sân bay là quang đi thẳng vào viện thăm bố anh ấy Nhìn thấy mẹ mình ngồi ở hành lang, Quang gọi. "Mẹ ơi." Bà Mai nhìn thấy con trai mà rơi nước mắt. "Quang đấy à, con về lâu chưa?" "Con mới về tới đây ạ, à, bố con sao rồi ạ?" À? Bà Mai ngại ngùng nói. "Bố con không sao rồi, chuyện này thật xấu hổ, mẹ không biết để mặt vào đâu nữa." Quang thở dài động viên mẹ. "Thôi, chuyện qua rồi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa." Ừ Thế con về chơi lâu không con Con cũng chưa biết Lần này con có việc Khi nào giải quyết xong công việc thì con bay ạ Ừ Thế con vào thăm bố Rồi về nhà với vợ con đi Mẹ con nó mong con lắm đấy Con đi biển biệt 5 năm rồi Vâng con biết rồi ạ Lan đang cho con ăn Thì quang về Nhìn thấy chồng sau 5 năm không gặp Cô xúc động rơi nước mắt luôn Anh Quang Anh về rồi anh quang lại bế con thì nó khóc và không cho bế quang thở dài và đi lên phòng lan bế con chạy theo anh đói không để em dọn cơm nhá anh về sao không bảo gì em để em nấu cái gì ngon ngon hay để em gọi đồ ăn sẵn nhá anh muốn ăn gì ạ anh ăn ở viện rồi anh vào viện rồi à thế em lấy quần áo cho anh đi tắm nhá ừ quang đi tắm lan ở ngoài ôm con hôn vào má nó. Bố về rồi đấy, bố về với mẹ con mình rồi con ạ. À. Bố về rồi, là bố về rồi, vui quá là vui quá luôn. Quang sau khi tắm xong, anh lên giường ngồi chơi với con. Lan đi ra bóp vai chồng. Anh, anh về chơi hay về hẳn ạ? À? Anh về có việc xong lại đi. Dạ, anh về lâu không anh? Em hỏi nhiều làm gì? Lan ôm cổ chồng nịnh hay anh cho em sang bên đó làm cùng anh đi con mình cũng lớn rồi mà dẹp đi thế anh định làm ở bên đó mấy năm nữa à chưa biết được chắc là lâu đấy nghe quang nói vậy lan thoáng buồn lòng anh ấy không muốn về gần vợ gần con lúc nào cũng tính làm mãi ở bên đó mà lan muốn đi cùng anh anh lại không đồng ý anh anh không thương em nữa à Quang thở dài và đi ra ngoài ban công hút thuốc. Lan cho con đi ngủ và đi ra ban công với chồng. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, lại chỉ có hai vợ chồng, con thì ngủ rồi, mà xa nhau nhiều năm, nên Lan có chút nhớ chồng, mới ôm anh từ phía sau. Em nhớ anh nhiều lắm anh ạ. À. Quang vẫn không nói gì, anh hút thuốc và suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng Lan lại không dám hỏi. Lan tựa đầu vào vai chồng. Quang khẽ nói Muộn rồi, vào ngủ thôi Lan gật đầu và đi theo chồng vào phòng Quang lên giường nằm và không để ý gì đến vợ cả Lan mới quay sang lấy ngón tay chọc chọc vào người chồng Anh, anh à Gì đấy Xa vợ 5 năm, năm mà anh không nhớ vợ à Quang im lặng không nói gì Lan mới gác chân lên đùi Quang kiểu lạ lơi Nhưng anh gạt ra ngủ đi, anh mệt rồi. Thế là làn rỗi quay mặt vào tường, quang cũng không thèm dỗ cô. Sáng sớm hôm sau, lan dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hai bố con, nhưng quang không ăn. Anh dậy và đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Anh đi đâu đấy à? Anh ăn sáng xong rồi hãy đi à? Thôi, anh bận rồi, em cho con ăn đi. Nhìn quang đi vội vã lắm, không biết anh ấy bận việc gì mà đi vội thế. Quang vội vã đến nhà một cô gái trẻ. Nhung ơi, anh tới rồi đây. Anh làm gì mà tới muộn thế chứ? Đêm qua anh lại hú hí quá đà với vợ chứ gì? Không có, thôi, lên xe anh đưa đi ăn sáng nhé. Không kịp đâu, 30 phút nữa em vào học rồi. Thế anh mua gì để em vào lớp ăn nhé, rồi chưa anh đón em đi ăn bù. Thế còn nghe được, trưa nay để em xử tội anh thế nào? Buổi chiều Lan đi dậy về sớm Nên tranh thủ đi chợ mua đồ ăn ngon Để nấu cho qua ngăn Lâu lắm rồi chồng cô mới về Nên cô phải tranh thủ hâm nóng tình cảm vợ chồng mới được Lan đi chợ về Rồi vội vàng nấu nướng Mẹ chồng Lan và bố chồng cô ấy Cũng vừa về tới Vì để mọi chuyện êm đẹp Nên Lan không muốn nhắc lại chuyện tí nhị kia nữa Mà nhân cơ hội này Lan muốn ra ngoài xin ở riêng luôn Ông Cường thấy ngại nên tránh tiếp xúc với lan nhưng lúc có mặt lan ở nhà ông thường tránh mặt đi nhưng tránh mãi làm sao được chứ lan bảo với mẹ chồng là cứ bảo bố ra ngoài nhà không phải tránh mặt như thế đâu lan nấu cơm xong rồi mà chồng cô vẫn chưa về lan gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy nhắn tin anh không trả lời lan thật sự bế tắc không hiểu nổi chồng cô đang suy nghĩ gì luôn bà mai ra hỏi Thằng Quang về à con Chưa mẹ ạ à, Con gọi mà anh ấy không nghe máy Để mẹ gọi nó xem nào Bà Mai lấy điện thoại của bà gọi cho Quang Thì Quang lại bắt máy ngay Lan ngồi đó lắng nghe hai mẹ con anh nói chuyện Con về chưa Cả nhà đang chờ con về ăn cơm đấy Con không ăn đâu Mọi người ăn đi Không phải chờ con đâu ạ à. Thế con bận gì mà không về nhà ăn cơm thế Con ăn ở ngoài rồi Thôi mẹ nhá, con đang bận ạ. À. Bà Mai lắc đầu nói. Hời, nó bận gì không biết. Con với cái, bố mẹ thì mong, mà con thì cứ mãi chơi bên ngoài. Rồi bà quay sang bảo Lan. Thôi, chúng ta đi ăn thôi con, thằng Quang nó ăn ở ngoài rồi. Ngồi ăn cơm, Lan thấy ông Cường cứ ngại ngại mà không dám nhìn. Lan liền nói. Thôi, chuyện qua rồi, bố cũng đừng suy nghĩ gì nữa nhá. Từ bây giờ bố đừng như vậy nữa là được ạ." À. Ông cường gật đầu. "Ừ, bố biết rồi. Mẹ chồng cô cũng nói luôn. Giả dạ cả rồi, giờ chúng ta sống làm gương cho con, cho cháu nữa ông ạ." À. Tôi biết rồi." Lan mỉm cười và cho qua mọi chuyện. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm rồi mà Quang vẫn chưa về, Lan sốt ruột gọi điện, nhưng anh vẫn không nghe máy. Lan chắc chắn rằng anh ấy đang giấu cô chuyện gì đó, nên cô quyết định đợi chồng về để hỏi cho rõ ràng. Lan đợi tới một giờ sáng thì anh cũng mò mặt về. Nhìn thấy Lan vẫn ngồi đó mà chưa ngủ, Quang hỏi Lan với giọng lẻ nhẹ say: Không ngủ, chờ cái gì? Anh làm cái gì mà bận tới mức không nghe máy của em vậy à? Chuyện công việc. Công việc gì? Anh anh có bồ rồi đúng không? Thế mà Quang lại gật đầu thừa nhận ngay. Đúng, tôi có bồ đấy. Cô không chấp nhận được chuyện đó thì chúng ta ly hôn đi. Khỏi nói nhiều dài dòng làm gì, mệt mỏi. Lan mỉm cười để cay đắng. Em chờ đợi anh suốt 5 năm để bây giờ anh đối xử với em như thế này sao? Quang không nói gì, anh trèo lên giường để ngủ thì Lan lại lật chăn ra. Anh nói rõ ràng đi Rốt cuộc thì em đã làm gì sai Mà anh lại đối xử với em như thế hả Rốt cuộc là tại sao Quang ngày đến đây Thì mới ngồi dậy Anh nhìn Lan bằng ánh mắt khinh bỉ Là do cô Tất cả là do cô đấy Do em ư Em đã làm gì mà anh nói do em Vì cô láo tuét Cô đĩ thoã Đến bố chồng cô Cô còn gạ gẫm được thì tôi cũng chịu thua luôn cô đấy. Mấy hôm nay tôi đã không thèm nói cô, vì tôi muốn con tôi có mẹ, vì con thôi. Nếu không á, tôi đã tống cổ dù cô ra khỏi nhà rồi, cô hiểu chưa? Trời ơi, anh bị điên thật rồi sao? Sao anh lại nói vợ anh như vậy chứ? Anh nói thế mà nghe được à? Anh có biết là do Thôi cô im đi, không cần giải thích nhiều làm gì đâu. Tôi không có ở nhà, nhưng tôi biết hết đấy. Anh đang bao biện cho lý do anh cặp bồ thôi. Quang, tôi yêu cầu anh chấm dứt với cô ta ngay. Tôi sẽ cho anh một cơ hội quay đầu, nếu không thì anh đừng trách tôi." Quang nhìn Lan cười mỉa. "Cô nghĩ tôi muốn quay lại với một người như cô sao? Nếu thích thì cô cứ ly hôn thôi. Tôi đâu cần cô phải ở đây đâu." Lan tức quá mới tát cho Quang một phát. "Thằng chó!" Thì ra anh cũng chỉ là một thằng đều giống bố anh thôi Tôi quá sai lầm khi lấy anh và chờ đợi anh suốt 5 năm qua rồi Quang nhìn Lan với ánh mắt khinh bỉ rồi anh bỏ ra ngoài Lan ỏa lên khóc nước nở Trời ơi sao cuộc đời tôi lại cay đắng như thế này chứ Bà Mai nghe tiếng con dâu khóc bà chạy lên Lan ơi có chuyện gì thế con Quang đi xuống dưới nhà anh nằm ở sofa ngủ mẹ chồng lan chạy vào nhìn cô lo lắng hỏi lan rốt cuộc là có chuyện gì thế con sao con khóc thế mẹ mẹ xuống nhà hỏi con trai mẹ đi mẹ hỏi nó không nói con nói cho mẹ nghe đi anh ấy có bồ bên ngoài mẹ ơi rốt cuộc thì con làm gì sai mà anh ấy đối xử với con như vậy chứ trời ơi bà mai nghe con dâu nói vậy bà lập tức chạy xuống nhà đập vào người quang cái thằng này dậy ý nói rõ ràng mọi chuyện nghe xem nào dậy mau lên quang nhăn nhó con không có gì để nói hết mẹ để yên cho con ngủ đi dậy ngay rốt cuộc mày đang làm cái trò gì thế à cái nàn nó nói mày có bồ rồi chuyện đó là thế nào hả đúng con có bồ đấy cô ta thích ly hôn thì để xong đi nói nhiều làm gì cho mệt ạ trời ơi mày điên thật rồi quang ạ cái là nó chờ đợi mày mấy năm liền Mà bây giờ mày đối xử với nó như thế Mày không biết suy nghĩ à Quang Mẹ lại nhảy váng đầu quá Để con yên đi Bà Mai cứ đánh vào người Quang bột bột Nhưng Quang cũng không bận tâm Anh lăn ra ngủ không biết gì Bà Mai định lên động viên con sâu Thì ông Cường gọi Bà Mai ơi Vào tôi nhờ cái Bà Mai quay vào phòng với chồng Ông bảo gì tôi thế Thôi kệ chúng nó Bà đi ngủ đi Để tôi lên xem cái làn thế nào đã Thằng Quang nhà mình tệ quá ông ạ Giờ tôi biết phải làm sao với chúng nó đây hả ông Việc của chúng nó Thì để tự chúng nó giải quyết Chúng ta biết gì mà can thiệp chứ Thôi đi ngủ đi Muộn rồi đấy Bà Mai thở dài rồi đi ngủ Ông Cường lúc này cũng thấy vui trong lòng Mình cứ chọc phá cho con danh kia biến ra khỏi nhà Cho đỡ ngứa mắt nó ở đây á cứ ám quẻ mình, không làm được cái việc gì hết. Lan khóc tới tận sáng, làm cho ai mắt sưng húp. Sáng mẹ chồng Lan lên động viên cô ấy. Lan ơi, con bình tĩnh nghe mẹ nói này. Có thể do thằng Quang nhất thời nông nổi thôi. Con cứ bình tĩnh, rồi từ từ khuyên bảo nó con ạ. À. Anh ấy không tin lời con nói mẹ ạ. Anh ấy nghĩ con ở nhà đĩ thoát lăng loạn đó mẹ. Anh ấy còn không cho con cơ hội để giải thích nữa. Từ trước tới giờ, anh ấy chưa bao giờ tôn trọng hay tin tưởng con cả. Mẹ bảo con phải khuyên bảo anh ấy như thế nào đây ạ? À? Mà con làm gì có cơ hội để khuyên bảo anh ấy chứ? Không khí gia đình lan lúc này căng thẳng lắm. Sáng Quang dậy là anh lại đi ngay, dù bà Mai có khuyên bảo như thế nào thì Quang cũng không nghe bà Mai cũng bất lực trước thái độ ngang ngược của Quang. Sau khi bị chồng cắm sừng một cách đau đớn, Lan đã ốm lên ốm xuống mãi. Cô gầy đi 5 cân liền. Quang thì mải mê với người tình trẻ, anh chẳng thèm đoái hoài gì tới vợ con cả. Mẹ Lan muốn cô về bên nhà với mẹ, vì dù gì bây giờ bà cũng ở một mình. Nhưng Lan không cam lòng. Lan trở Quang hết lòng vì gia đình anh lại phải ấm ức khi sống cùng bố mẹ anh. Vậy mà, ngày anh về, anh ta lại công khai có bồ và bắt Lan phải ly dị. Thật là bất công cho một cô gái trẻ. Chính vì không cam tâm, nên Lan đã quyết định không ly hôn và cô cũng sẽ không bước chân ra khỏi nhà chồng. Mặc cho Quang muốn đuổi cô đi, nhưng cô nhất định sẽ không đi, để cho người đàn ông khốn nạn kia biết thế nào là ngứa mắt, thế nào là phản bội. Nhưng ở lại để chiến đấu với chồng thì đồng nghĩa với việc Lan phải âm thầm chiến đấu với cả bố chồng dây sồm nữa. Ông ta mặt thì có vẻ thay đổi nhưng tâm tính vẫn không thay đổi. Ông ấy vẫn hận cái vụ bị con dâu bẻ gãy hàng của ông khiến ông phải nhập viện bó bột. Nên chắc ông muốn trả thù Lan. Nhân ngày mọi người đi ăn cỗ hết, Lan đã bí mật lắp camera ngay trong phòng của hai vợ chồng. Để sau này ông bố chồng khốn nạn kia có dở trò thì sẽ có camera ghi lại bằng chứng để xem ông ta còn chối cãi và đổ vạ cho Lan được nữa không. Hàng ngày Lan đi làm, tối về cô lại chăm con và tuyệt nhiên cô ấy không nhắc gì tới chuyện ly hôn cả. Một tháng trôi qua, Lan và Quang không nói chuyện với nhau. Hai mẹ con ngủ trên giường, anh ta ngủ dưới đất hoặc ngoài sofa. Dù vậy, Lan cũng không quan tâm. Bà Mai khuyên Quang mãi nhưng anh không nghe nên bà không biết phải khuyên như thế nào nữa. Bà cũng đành để vợ chồng Quang và Mai tự giải quyết với nhau. Lan cũng đã âm thầm điều tra về cô bồ của Quang và khá ngạc nhiên khi biết cô bồ đó còn rất trẻ, mới 20 tuổi và đang là sinh viên đại học. Cô bé đó tên Nhung, được Quang thuê cho một căn hộ ở gần trường học. Lan đã tới tận nơi rồi nhưng cô không xông vào đánh ghen hay làm gì cả. Bởi Lan biết bây giờ cô và đánh cô ta chỉ làm cuộc sống của cô thêm áp lực và quang lại tìm cách đuổi cô đi hơn vậy nên lan quyết định phải bình tĩnh và chơi trò mèo vườn chuột với cô bé mới lớn này một thời gian tới cuối tháng lan cộng các khoản chi tiêu của con lại rồi đưa cho quang đây tiền chi tiêu của con tháng này đây anh xem rồi thanh toán cho tôi quang nhìn lướt qua rồi nói sao cô không lo mà lại đưa cho tôi chứ Tôi tự lo 5 năm rồi Giờ anh đã về Thì tới lượt anh chứ Cô đã tự lo 5 năm Sao không tiếp tục lo đi Tôi cũng lo được thôi Nhưng tôi muốn tốt cho anh đấy Bởi vì sau này tôi sợ lúc con lớn lên Nó lại nói nó có bố mà cũng như không Bởi lẽ bố nó Có nuôi nó ngày nào đâu Thế nên giờ anh nuôi nó đi Để tránh sau này mang tiếng nhé Quang Nghe Lan nói vậy Anh tức lắm nhưng vì cô nói đúng quá Nên anh lập tức lấy ví Đưa Lan 5 triệu Đây Cô cầm tiền và thở dài Được rồi Từ tháng sau Hãy tự giác Đừng để tôi phải nhắc nữa Thế cô không định ly hôn Và rời khỏi đây sao Tất nhiên là không rồi Anh thích đi Thì anh cứ đi thôi Còn tôi sẽ ở đây chăm con Tôi sẽ không đi đâu cả Cô cũng lì quá nhỉ Hay cô còn muốn níu kéo tôi lại Chắc anh nghĩ tôi cần anh lắm Tôi ở đây chăm con thôi Nên anh cũng đừng bận tâm quá Tôi sẽ không làm phiền anh đâu Và chúng ta đừng có làm phiền nhau nữa Anh hiểu chưa Việc Lan ở lại chăm con Quang không có ý kiến gì Nhưng cô bồ của anh ta có vẻ sốt ruột Cô ta sợ Lan và Quang ở chung nhà Rồi lại tình cũ không rủ mặt tới Nên cô ta nghen ngược lại với Lan Chiều nay Quang đến trường đón Nhung Nhưng Nhung cứ xị cái mặt xuống Em sao thế có chuyện gì không vui à Em chán đời chút thôi Thế anh đưa em đi ăn Cho hết chán nhá Thế cũng được Mình đi ăn đồ nhật đi Ok em yêu Quang đưa Nhung đi ăn xong Anh chở cô về nhà của Nhung Nhung anh nhớ em quá Chúng mình đi tắm đi Anh mà cũng biết nhớ em sao Sao em lại nói thế Anh nhớ em lắm ý Nào mình đi tắm đi Anh có vợ thì anh về tắm cùng đi anh còn nhớ gì tới em nữa chứ trời ơi một tháng nay anh và cô ta còn chẳng nói với nhau một câu nào ý thế sao anh còn chưa ly hôn chứ hay là anh vẫn còn yêu chị ta nên không nỡ ly hôn với chị ta quang gãi đầu nói tuy anh và cô ta chưa ly hôn nhưng bọn anh đang ly thân mà cô ta và anh giờ không có liên quan gì nữa anh yêu em cả ngày anh chỉ nhớ tới em thôi nhung à Nhung làm bộ mặt giận dỗi Ly thân mà vẫn ở chung Vẫn ngủ chung giường Rồi ai biết hai người có làm gì nhau hay không Trời ơi Anh thề Anh không thèm nhìn cô ta luôn ý Anh chỉ yêu em thôi Em phải tin anh chứ Không biết Nhung đã suối rủ hay định nọt gì quang Mà sau một tháng chiến tranh lạnh Thì anh ta về bắt Lan phải ly hôn Lan đang cho con ăn Thì Quang đặt tờ ly hôn trước mặt cô Ký đi rồi đường ai nấy đi lan cầm tờ đơn lên và nói mọi chuyện đang rất bình thường sao tự dưng anh lại đòi ly hôn chứ tôi nghĩ kỹ rồi ly hôn là cách tốt nhất ký đi rồi thu dọn quần áo về nhà cô đi chúng ta đã thống nhất là cứ sống thế này không ai liên quan tới ai mà có phải cô bổ nghĩ của anh bắt anh phải ly hôn với tôi đúng không cô không cần biết tại sao chỉ cần ký và đi khỏi nhà tôi thôi Tới lúc này thì Lan cũng không còn gì phải e ngại anh ta nữa, cô tuyên bố luôn. Vậy thì tôi cũng nói luôn với anh là tôi không ký và tôi cũng không dọn đi đâu đấy. Lan cầm tờ đơn và xé ngay trước mặt anh ta. Quang tức quá, trợn ngược mắt lên nhìn Lan giận dữ. Cô bị điên rồi à? Không còn tình cảm với nhau thì cố gắng làm cái gì chứ? Tôi không ly hôn không có nghĩa là tôi còn tình cảm đơn giản là tôi không làm gì sai cả nên anh muốn đi thì anh cứ đi thôi còn tôi sẽ không đi đâu cả chỉ thế thôi đồ lì lợm cút ra khỏi nhà tôi ngay tôi không muốn như đến mặt cô nữa cút ngay lan nhếch mép cười anh đuổi nhầm người do anh quang ạ à. đừng đuổi mất công vì tôi sẽ không bao giờ đi đâu tôi còn phải ở đây cả đời để chống mắt lên xem anh và con bé đó sống hạnh phúc bên nhau được bao nhiêu ngày nữa ông cường đi qua thấy lan và quang cãi nhau về vấn đề ly hôn ông liền xen vào thằng quang nó nói đúng đấy không còn tình cảm thì ly hôn đi đừng dày vò nhau nữa lan quay sang nhìn bố chồng cười nếu con ly hôn và rời khỏi đây thì bố là người vui nhất đúng không vì bố chính là nguyên nhân khiến con và quang ra đồng nỗi này mà thế nên con cũng nói cho bố biết luôn là bố sẽ không được toại nguyện đâu bố ạ à. Vì con sẽ còn ở đây rất lâu đấy. Con chó này nữa mà lại bắt đầu lên cơn rồi đấy à? Phải rồi, con đang lên cơn đấy. Vậy nên bố đừng có dây vào con, nếu không con cắn chết đấy. Mày muốn làm con chó cắn càn sao? Vì bố mà con mới vậy đấy, bố quen rồi sao? Ông Cường chỉ câu nào, Lan bật lại câu đấy luôn, khiến ông bố chồng tức nổ mắt. Lan chưa bao giờ thấy mình lì lợm như vậy một mình đơn phương độc mã chiến đấu với cả gia đình chồng. Ông Cường đã hoàn toàn bình phục nên ông ta lại bắt đầu ăn no rừng mỡ và tìm cách chọc phá Lan. Nhưng cô ấy đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Cô sẵn sàng chiến đấu với bố chồng, dê xồm và không hề sợ hãi. Ông ta dành tới mức cả ngày chỉ ăn với nghĩ cách hại con dâu. Chiều nay, Lan đi làm về, dựng chiếc xe máy ở sân và bế con vào nhà như mọi khi. Vào nhà, Lan đã cho con ăn cháo ở trong sân nên không để ý tới xe máy nữa. Ông Cường nhân cơ hội ấy đã lén chất xe, xe của Lan ra ngoài đường để đi vào trong. Trong này, Lan vẫn không để ý, mãi tới tối thì cô mới ra cho xe máy vào nhà để đi lên phòng thì không thấy xe máy đâu cả. Mà cổng nhà lại không có camera nên Lan cũng không biết tại sao lại mất xe máy như vậy nữa. Nếu trộm vào dắt xe thì chó phải sủa chứ nhưng cô không hề nghe thấy tiếng chó sủa lan cuống cuồng chạy đi ra ngoài đường tìm xe nhưng làm sao có thể tìm được chứ và rồi cô đã mất chiếc xe máy vision chỉ trong một nốt nhạc tối đó mẹ chồng lan lên phòng lan và bà thờ dài nói thôi coi như của đi thay người con ạ à. con đừng buồn nữa nhá con thấy hơi khó hiểu mẹ ạ à. nếu trộm và dắt xe thì chó phải sủa chứ nhưng con lại không nghe thấy tiếng chó sủa mẹ ạ à thế con nghi ngờ có người lấy trộm xe của con ư vâng con nghi có người dắt xe của con ra ngoài để bọn trộm có cơ hội lấy xe của con mẹ ạ à. thế con nghĩ ai vậy con lúc con về chỉ có bố ở nhà con nghĩ chỉ có bố là có cơ hội thôi bà mai suy nghĩ một hồi rồi nói để mẹ xuống hỏi bố con nếu như ông ấy là người như vậy thì không thể chấp nhận được để con đi cùng mẹ Lan và mẹ chồng đi xuống nhà nói chuyện với ông cường. Có chuyện gì mà hai mẹ con bà nhìn tôi chầm chầm thế à? Ông dắt xe máy của con Lan ra ngoài đúng không? Ông cường cãi ngay. Đầu ác bà có vấn đề à? Bà nói không suy nghĩ là tôi đập bà đấy. Lan gắt lên. Bố ghét con nên bố làm vậy đúng không? Lúc đó chỉ có bố ở nhà, không phải bố thì là ai được chứ? Mẹ con mày bị làm sao đấy? cửa không khóa thì bọn nghiện nó vào nó dắt mất xe thế thôi giờ mất xe xong đổ vạ cho người nhà đúng là không còn ra thể thống gì nữa rồi ông nói bọn nghiện và dắt xe của con thế tại sao cho lại không sủa chứ chuyện đó thì tao chịu thôi có xe không giữ cẩn thận giờ mất thì quay ra cắn người nhà tao không còn gì để nói với mẹ con nhà mày nữa con báo công an rồi đấy ai đúng ai sai rồi sẽ rõ cả thôi ừ Vậy cứ chờ công an điều tra đi Tới lúc đó rồi hãy nói Giờ thì biến ra khỏi phòng tao Một tuần trôi qua Cảnh sát vẫn không tìm ra người lấy xe máy của Lan Lại không có bằng chứng gì nên cô đã bị mất trắng cái xe luôn Và cũng không hy vọng tìm lại được nữa Vì mất xe Lên Lan phải đi bộ đi làm Lan phải đi sớm hơn 30 phút Để cho kịp giờ Quang thấy Lan mất xe Anh ta đắc ý lắm Anh cười vào mặt Lan và nói Cô mất xe rồi ư ừ. Chúc mừng cô nhé Tôi bị mất xe Đồng nghĩa với việc con anh Cũng phải đi bộ đến lớp Vậy mà trông anh có vẻ đắc ý nhở Cứ để bà nội đưa con đi lớp là được rồi Tôi nói rồi mà Chừng nào cô còn chưa đi khỏi đây Thì cô còn gặp đen đuổi đấy Tốt nhất là cô đi đi Lan nghiến răng nói Tôi sẽ không đi đâu Tôi còn ở đây để xem mấy người Sẽ vui vẻ được bao lâu nữa mà Để xem cô lì lợm cố chấp được bao nhiêu ngày nhá. Được, vậy chúng ta cùng chờ xem đi. Lan đứng dậy và đi làm. Lan đi bộ trên con đường quen thuộc. Không biết tại sao, hôm nay nước mắt cô lại cứ tuôn ra, không thể dừng lại được. Trước mặt mọi người, cô ấy luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Nhưng khi cô ấy một mình, lại cảm thấy mình yếu đuối như thế này. Nước mắt cứ chảy dài, Lan cố gắng để không khóc mà không được. Cô ngồi bệt xuống, và khóc một hồi cho thỏa lỗi nòng khóc xong cô thấy nhẹ lòng hẳn cô nào nước mắt và đứng dậy đi tiếp mình phải mạnh mẽ lên mình không thể gục ngã lúc này được đến cổng trường chú bảo vệ ra hỏi có chuyện gì mà cháu tới muộn thế dạ cháu có chút việc riêng ạ thế xe máy của cháu đâu mà mấy hôm nay cháu đi bộ thế dạ xe cháu mất rồi ạ trời ơi sao lại mất thế cháu cháu cũng không biết nữa thôi cháu lên lớp đây ạ à. ừ thôi cháu lên lớp đi tại nhà nhung cô ôm cổ quang chị ta đã ký vào đơn ly hôn chưa thế chưa cô ta lì thật mất xe máy rồi cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc đúng là điên mà mà xe của chị ta sao lại mất thế hả anh anh nói nhưng em phải giữ bí mật nhé Vâng, anh nói đi ạ. Xe cô ta là do bố anh làm mất đấy, bố anh dắt ra ngoài đường nên mới mất đấy. Nhung phì cười. Bố anh cũng thâm nhở, bố chồng nào lại làm vậy với con dâu chứ? Bố anh cũng cay cô ta nhiều mà, cô ta láo lắm, em không biết được đâu. Bố anh cũng thâm nhở, bố chồng nào lại làm vậy với con dâu chứ? Bố anh cũng cay cô ta nhiều mà. Cô ta láo lắm Em không biết được đâu Thế mà chị ta không chịu ly hôn đi Cũng chịu thật đấy Thế anh tính thế nào chứ Em không thích mập mờ thế này đâu Ừ anh biết rồi Cứ từ từ để anh tính Tới chiều Mẹ Lan gọi Lan bảo Chiều về sang bên nhà để ăn cơm Bà ấy sang đón cháu trước rồi Lan thở dài và nghĩ Không biết nếu mẹ cô biết chuyện cô mất xe máy Thì bà ấy sẽ thế nào nữa lan đi bộ từ trường về nhà mẹ đẻ thì gặp thành bạn từ nhỏ nhìn thấy lan thành vẫy vẫy lan có phải lan đấy không ơ à, cậu là thành đúng không ừ là tôi đây cậu về nhà chơi hả ờ à, cậu về khi nào dạo này nhìn cậu khác thế tôi mới về được mấy hôm chắc con cậu lớn rồi nhờ con tôi hơn 6 tuổi rồi thế cậu đã lấy vợ chưa tôi chưa mấy năm nay bận việc lu bu quá Giờ lại già rồi nên ngại tán gái Tôi giờ vẫn ế cầu ạ à. Đàn ông 30 tuổi lấy vợ là bình thường mà Có gì mà già chứ Cứ mạnh dạn lên Ờ tôi biết rồi Hết lát qua nhà tôi chơi Đi rủ chồng con cậu nữa nhá Lan thở dài Ờ có gì tôi sang sau Thôi tôi vào nhà đây Gặp cậu sau nhá Ờ ơ mà cậu đi bộ à Xe đâu Tôi mới bị mất xe Nên là đi bộ cho khỏe chân luôn ý mà lan hẹn với thành là sang nhà cậu chơi nhưng cô không sang mẹ lan thấy cô mệt mỏi nên giữ cô ngủ lại một hôm lúc nằm ngủ mẹ lan khuyên cô hay hai mẹ con con về đấy sống đi ở đó làm gì nữa họ có coi mình ra gì đâu con lan ứa nước mắt nói nhưng con không cam lỏng mẹ ạ con vì họ năm năm trời tới khi họ về họ đá con đi một cách không thương tiếc như vậy con thật sự không cam lòng mẹ ạ nhưng con cứ ở đấy thì cũng đâu có thay đổi được gì đâu chứ chỉ khiến con thấy mệt mỏi thôi lan ạ à. nghe lời mẹ về nhà đi con mấy mẹ con bà cháu chăm nhau con ạ à. giờ con về đây thì lão kia sẽ dẫn con bé kia về luôn mẹ ạ như thế thì dễ dàng cho anh ta quá con không cam lòng trời ơi cái thằng tồi tệ ấy còn đừng có tiếc nữa bỏ nó đi con bỏ nó rồi làm lại cuộc đời con ạ à. lan im lặng không nói gì càng nghĩ nước mắt cô lại càng tuôn rơi sáng hôm sau mẹ của lan đi chợ từ sớm nên bà đã dặn dò cô cuối tuần sang nhá mẹ mượn tiền rồi mẹ mua xe cho thôi mẹ ạ con đi bộ cũng gần mà mẹ rèn luyện sức khỏe luôn mà mẹ đi bộ mãi sao được con con còn đưa con đi học nữa mà Nhớ cuối tuần sang đấy. Vâng, thế lát mẹ đưa cháu đi lớp giúp con nhé. Ừ, đi đi, rồi nhớ suy nghĩ những lời mẹ nói nhé. Vâng, con biết rồi ạ. À. Lan đi bộ ra đầu ngõ thì cô gặp Thành, thấy Lan, Thành chạy lại gần. Này cậu, tối qua cậu bảo sang nhà tôi chơi, sao không thấy vậy? À, thằng bé nhà tôi ngủ sớm, cho nó đi ngủ nên tôi nằm ngủ quên luôn, để hôm khác nha. Ừ thế cũng được Mà chồng cậu đâu Sao anh ta không tới đón cậu Đi bộ tới bao giờ chứ <laughs> Tôi đi bộ tập thể dục luôn mà Thôi nhá tôi đi đây Thành nhìn Lan bước đi Anh thở dài Lần nào gặp cậu Cậu cũng vội như thế Tới chưa Vì tò mò muốn biết cuộc sống của Lan hiện tại ra sao Nên Thành quyết định sang mẹ Tìm mẹ Lan để nói chuyện Có phải Thành không cháu Đi nước ngoài mấy năm về đẹp trai quá bác không nhận ra nữa rồi À dạ cháu già đi nhiều rồi bác ạ à. thế vẫn chưa lấy vợ à cháu cháu ấy rồi bác ạ à. ngày xưa cháu tán Lan nhà bác nhưng cô ấy không yêu yêu cháu bác ạ à. mẹ Lan thở dài đấy người tốt thì không lấy lại đi lấy cái thằng Sở Khanh giờ thì khổ quá mà Lan khổ đấy ạ à. cháu không hiểu bác nói cháu nghe đi chồng cái lan đi nước ngoài 5 năm rồi vợ ở nhà đợi chồng cuối cùng chồng nó về công khai có bồ và bắt cái lan phải ly hôn rồi sống ở nhà chồng này nhiều áp lực nữa chứ nó còn bị bố chồng sảm sỡ nữa cơ đấy thế mà giờ kêu nó mang con về đây sống bỏ cái thằng sở khanh đó đi thì nó kêu không cam lòng cứ cố bám trụ ở đó đến giờ xe máy cũng mất luôn rồi cháu ạ bác khuyên không được nó bác giàu quá thành ơi Thành thở dài nói, "Khổ như vậy sao cụ ấy không về đây chứ? Cố ở đấy làm gì không biết." Nó bảo nó không làm gì sai cả, nên nó không cam lòng chấp nhận đó cháu. Lan lấy anh ta đã là một sai lầm lớn rồi, mà còn sai lầm nào lớn hơn sai lầm đó nữa chứ? Thế mà bác nói mãi, nó không nghe đấy, còn với trả cái. Cứ từ từ rồi động viên Lan bác ạ. À tính lan như vậy cô ấy không cam lòng là đúng mà bác đang tính mượn thêm tiền để mua cho nó một cái xe máy chứ nhìn đi bộ bác sốt ruột lắm bác không cần mượn đâu để cháu mua xe cho lan bác cứ nói là tiền của bác là được mà lan không biết được đâu ạ à. nhưng mà để nó biết cháu mua xe cho nó là nó trả luôn đấy cháu ạ à. cháu không nói bác không nói thì lan làm sao biết được ạ à? Thôi cứ thống nhất vậy đi, chiều hai bác cháu mình đi mua xe cho Lan nhé." Thành vui vẻ ra về, mẹ Lan nhìn theo đầy nuối tiếc. Cái Lan mà lấy được thằng Thành á thì đời nó đã tương rồi, đâu phải khổ như một con chó ở nhà thằng Quang chứ. Tới chiều, Lan vừa đi bộ về tới nhà thì thấy Quang và Nhung đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bố mẹ chồng cô. Nhìn thấy Lan đi vào, Nhung nép sau lưng Quang. "Anh ơi, chị ta về rồi kìa." em sợ lắm quang động viên người yêu đừng có sợ anh ở đây rồi cô ta không dám làm gì em đâu ông bố chồng cũng hùa nói theo cháu đừng sợ còn có bác và thằng quang ở đây cháu sợ cái gì chứ lan đi thẳng vào trước mặt bọn họ và nói quang tôi và anh còn chưa ly hôn đâu sao anh dám công khai dẫn cô ta về đây hả tối qua cô về nhà ngoại tôi tưởng cô đi luôn rồi nên mới đón cô ấy về mà cô đi luôn đi còn về đây làm gì chứ lan trừng mắt nhìn cô bồ của quang cút ngay cô cút ngay ra khỏi nhà tôi nhung đền cười nhìn lan mà mỉa mai nếu chị không dùng nữa thì hãy cho em để em đi em dùng mà cái thứ cướp chồng người khác như cô thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu biến ngay ra khỏi nhà tôi Chị không dùng thì để em dùng cho Em yêu anh ấy Em cần anh ấy Nếu chị đã không cần anh ấy Thì nhường cho em đi Vì anh ấy cũng đáng được yêu thương Trân trọng mà Lan nghiến răng Cút tôi bảo cô cút ra khỏi nhà tôi mà Ông Cường đến bênh nhung Và ông chửi Lan Đây là nhà của tao Mày có tư cách gì mà đuổi người chứ Mày mới phải là người cút khỏi đây đấy Cái đồ chơ chẽn Đuổi như một đuổi một con chó mà vẫn không chịu đi á Não mày là đất sét hả Vẻ mặt vênh váo của Nhung Khiến Lan vô cùng tức giận Cơn điên của Lan nó lồng lên Cô lao vào cào cấu mặt Mà Quang và ông Cường cản không kịp Nhung bị Lan cào bốn vết sức dài trên mặt Vì móng tay Lan khá dài và nhọn Cô ta kêu lên ẩm ý Quang vội đỡ Nhung Còn ông Cường thì lao vào đánh Lan Cô liền cầm cái cốc nước trên bàn Đập thẳng vào chán ông bố chồng cô tiếp tục cầm ấm chén phang vào mặt quang và nhung lan lồng lên như điên như dại rồi lao vào cấu xé con bồ của chồng mình một cách không thương tiếc quang và bố anh ta không để che chở cho nhung nổi tới lúc quang lôi được lan ra thì nhung đã bị cô ta đánh cho tơi tả quang lôi lan ra ngoài và đóng cửa lại không cho cô vào đúng lúc mẹ lan đưa cháu về tới thấy vậy bà liền chửi ôm lên rồi bà lôi cổ lan và bế con về nhà ngoại về tới nhà mẹ đẻ lan thấy ở sân sau có chiếc máy vision màu trắng mới tinh còn chưa lắp biển xe ai đây hả mẹ xe tôi mua cho chị đấy chị dùng đi khỏi phải đi bộ rồi lấy sức mà cãi trả tôi mẹ mua làm gì cho tốn tiền chứ ai bảo chị là con tôi chứ mà tôi không hiểu sao chị lại ngu vậy đấy bị nó đuổi nó chửi như con chó mà cứ đâm đầu vào cái nhà đấy là thế nào hả Đầu chị không có não à Thôi con biết sai rồi Mẹ đừng chỉ con nữa Lần này con tỉnh ra rồi Con sẽ ly hôn Nói được thì phải làm được biết chưa Vâng Lần này thì con không thể chịu thêm nữa rồi Giờ hai mẹ con con về đây Ăm bám mẹ đấy Mẹ nhọc mẹ đừng có than nhá Ừ về đây với mẹ Mẹ nuôi Chứ để con ở đấy mẹ không yên lòng nổi đâu Lan bế con và thở dài Bố mẹ ly hôn khổ đứa con lắm, mà giờ con không thể cố gắng nữa rồi, con phải làm sao hả mẹ? Thì con vừa làm mẹ, vừa làm bố luôn, sau này thằng bé lớn lên nó sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi con ạ, à. nên con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Vâng, con hiểu rồi. Tối Lan đi vứt xác thì cô lại gặp Thành. Lan ơi, cậu về rồi hả? Ừ, mẹ tôi lại kể linh tinh cho cậu rồi đúng không? linh tinh gì chứ cuộc sống mà có ai được hoàn hảo hết đâu thế nên cậu vui vẻ lạc quan lên nhé tôi biết mà này đi cà phê đi ngoài đầu ngõ có quan quán ngon lắm tôi không có tâm trạng để khi khác nhé thì cậu đang buồn chúng ta đi cà phê là hợp lý nhất đi một lát rồi về nhé lan lắc đầu từ chối thôi tôi bận rồi tôi về đây lan bước đi luôn không để kịp thành nói gì thêm lan không muốn bị mang tiếng không hay nên trong thời gian này cô không muốn thỏ mặt đi đâu cả đuổi lan đi cái là căng đoán nhung về nhà sống luôn anh ta gửi đơn ly hôn sang cho lan cô lấy bút ký rồi gửi về cho anh ta thế là kết thúc mấy năm thanh xuân cô chờ đợi anh ta chỉ là vô ích cô tự nhủ là phải cố gắng quên đi người đàn ông bội bạc đó giờ cô cố gắng kiếm tiền để nuôi con thôi Nhung dọn về nhà sống với Quang Sáng đi học Còn chiều ở nhà chơi không Cơm cũng không nấu Nhà cửa không dọn Quần áo không phơi Tất cả mọi việc lại tới tay bà Mai Ông Cường cứ thấy Nhung mặc quần đùi áo hai xây Hàng họ hở hết ra Ông sướng tít cả mắt Cái máu dây sổm của ông Lại nổi lên quần quận Trong khi bà Mai đang nấu cơm dưới bếp Thì ông Cường ở trên nhà Ngụy bóc cam cho Nhung ăn Nhung ăn đi con Bố bóc sẵn cho rồi này Dạ con cảm ơn bố Vừa ăn Nhung vừa liếc xuống bếp nhìn bà Mai Để con phần cho mẹ Để lát mẹ ăn nhá Kệ bà ấy Con cứ ăn hết đi Bà ấy đang bận Hơi đầu mà ăn ca mà con Mẹ thì bận làm Còn con thì cứ ngồi thế này Con ngại lắm bố ạ à. Con không phải ngại đâu Con đẹp con có quyền mà Con cứ ngồi chơi đi Bố bảo lãnh cho Nhung cười e thẹn. Không làm thì lại không có ăn bố ơi. Ông Cường nhìn chằm chằm vào đây đẫy đà của Nhung, nhung khẽ cười. Bố cũng thật là, nhìn đâu không nhìn lại cứ nhìn chỗ đấy của con thế. Tại con đẹp quá Nhung ạ, à. giờ mà sờ một cái thì thích nhờ. Nhung nháy mắt. Sờ là mất tiền đấy bố ạ. À. Bố có tiền chưa mà đòi sờ. Tưởng gì chứ, tiền bố không thiếu nhá. Ái chà Bố đại gia nhờ... Chờ bố tí Ông Cường chạy vào mở tủ lấy cho Nhung một nắm tiền Đây Chỗ này đã đủ sờ một cái chưa Nhung thấy tiền là cô tít mắt vào Đủ rồi ạ Cho bố sờ hai cái luôn đấy Nhung ưỡn người ra Đây bố sờ đi Nhớ đừng để ai biết là được Bố biết rồi Có ai ngu mà ngu đâu Mà hất bát phở ngon của mình đi đâu chứ Nói rồi ông Cường thò tay vào Sờ bóp lấy căng đầy của Nhung Ông nhắm mắt lại mà phê pha Hài Thích quá Thích quá đi Mới chỉ sờ một cái Mà súng ống hàng họ Đã ngóc đầu lên rồi Trời ơi Thích quá Nhung liền gạt tay ông ra Hết giờ ạ Ông Cường nhìn Nhung đẩy tiếc nuối Ông đã máu lên rồi Thì ông chấp hết Ông lại chạy vào nhà Định lấy tiền để được sờ Nhung thêm nhưng Quang đã về tới sân Nhung cất tiền vào túi quần Rồi ra cửa đón Quang Anh yêu, anh về rồi ạ Ờ, em ở nhà có ngoan không đấy Dạ, em ngoan mà Em nhớ anh lắm ạ Thế em tắm giặt chưa Dạ, em tắm rồi ạ Thế chờ anh đi tắm Rồi anh đưa đi ăn nhé Anh vừa tìm được một công việc mới Lượng ổn lắm Dạ, em chờ anh Quang hôn lên chán như một cái rồi đi tắm. Ông Cường cầm tiền đi ra, thấy Quang về, ông lại vội vàng cất đi. Quang và Nhung đưa nhau đi thì bà Mai gọi theo. Thế hai đứa không ở nhà ăn cơm mẹ nấu à? Nấu xong hết rồi. Bố mẹ ăn đi, chúng con đi ăn ở ngoài xong đi xem phim luôn mà." Ông Cường liền nói. "Hai đứa đi đi, đi ăn đi chơi cho thoải mái con ạ." À. Quang và Nhung đi rồi, ông Cường mới quát bà Mai. từ bây giờ Chúng nó đi đâu thì bà cứ đừng có hỏi nhá. Chúng nó đi đâu là việc của chúng nó, bà đừng có can thiệp vào, biết chưa? Thì cơm tôi nấu xong cả rồi, thì tôi mới nói chứ. Ông làm gì mà gắt gỏng với tôi thế? Ông Cường nhìn bà Mai rồi lắc đầu. Đang nhìn nó sướng, giờ nhìn sang bà chán không thể tả nổi. hả? Mặt bà Mai ngay ra. Nhìn cái gì sướng cơ? Thôi thôi, đi ăn cơm thôi, không nhìn bà tôi mất hết cảm xúc ăn uống bây giờ thành mới mở công ty nên công việc hơi nhiều anh trưởng phòng nhân sự đi vào thông báo đây là hồ sơ của người ứng tuyển vị trí quản lý sản xuất của công ty anh xem qua đi ạ à. thành gật đầu và mở bộ hồ sơ ra xem nguyễn hải quang nhìn ảnh thành nhíu mày anh ta chính là chồng cũ của lan mà anh trưởng phòng ngạc nhiên hỏi người quen của anh ạ à? à không có gì cứ để anh ta thử việc 3 tháng đi vâng ạ tìm được công việc mới lương lại cao quang mừng lắm anh đưa nhung đi xem, đi xem phim rồi đi ăn đi mua đủ thứ đồ nhung thì sống khá thoáng chỉ cần có tiền và cuộc sống của cô thoải mái là được ông cường bắt đầu gạ gẫm nhung quang đi làm buổi đầu tiên nên anh đi sớm thì bà mai đi chợ ông cường đi lên gác và đi vào phòng thấy nhung đang nằm đó ông liền gạ gẫm nhung con dậy chưa dạ con dậy đây ạ à. bố thích con cô không những phản đối mà cô còn ưỡn người lên để ông cường sờ cho dễ có tiền chưa mà đòi sờ chứ có tiền ngay chờ bố một tí để bố lấy tiền nhé ông cường lại vội vàng đi lấy tiền nhung tạc lưỡi dù gì cũng không mất cái gì mình tranh thủ moi tiền của lão già này mới được Ông Cường cứ sẵn tiền ngày trước Quang làm bên Hàn gửi về Nên ông cứ lấy ra cho Nhung thôi Lần này ông Cường mạnh tay Lấy một cọc tiền 50 triệu lên Nhung nhìn thấy nhiều tiền Mắt cô ta sáng rực lên Tiền bố cho con đi Ông Cường nói thẳng luôn Bố cho con 50 triệu này Thì con cho bố cái gì chứ Con cho bố sờ Sờ trên này, sờ dưới Sờ đủ hết Không, bố muốn cái khác cơ con hiểu ý bố chứ Xong việc 50 triệu này sẽ là của con Ông Cường vừa nói Vừa kéo váy của Nhung xuống Nhung nghĩ Thôi chịu khó chịu ông ta tí Là con 50 triệu rồi Tha hồ mà tiêu xài Dù gì cũng không ai biết được Nhung tự lột đồ Nằm ngửa ra trước mặt ông Cường Triển thôi Nhanh không bà Mai đi chợ về đấy Ông Cường sung sướng Cởi tung đồ rồi lao lên giường với Nhung Nhung nằm im để ông Cường thỏa sức vần vò cơ thể cô Nhưng cô không thể ngờ là trước Lan đã bí mật lắp camera ở phòng Để tránh bị ông Cường sám sỡ Và cái camera đó chỉ một mình Lan biết thôi Sau một hồi quan hệ thì ông Cường đã khóa thỏa mãn Và mặc đồ đi xuống nhà Nhung nhanh chóng đi tắm và dọn dẹp chiến trường Để không để lại dấu vết gì cả xuống nhà ngồi uống trà một lúc thì bà Mai đi chợ về ông Cường ra hỏi bà Mai Bà mua những gì thế Tôi mua tôm và mực Thế thôi à Bà không mua hầu về nướng à Bà mai nhìn ông đẩy e ngại Ông lại thích cái món đó sao Ông cười nói Ừ nhưng bà đừng lo Tôi không động vào người bà đâu Giờ bà có cho á tôi cũng chẳng thèm nhá Bà Mai thấy ông Cường nói thế Nhưng đầu óc bà nghĩ đơn giản lắm Cũng không thể nghĩ ra là ông Cường và Nhung Đã lén nút quan hệ với nhau đâu Bà lại tiếp tục đi lau dọn nhà cửa cơm nước như không có chuyện gì một tháng sau khi chuyển về nhà sống cùng mẹ tới hôm nay đầu óc của lan mới thấy nhẹ nhõm vui vẻ trở lại được lan đi làm về vào siêu thị mua đồ để nấu cơm mua xong đồ cô về nhà thì thấy thành đang ngồi chơi cùng con trai cô mẹ về rồi dạ mẹ đây con trai mẹ có ngoan không thế dạ con ngoan ạ thành nhìn tôi nhìn lan rồi cười tươi Cậu về già à Mua gì mà nhiều thế À Lan mua đồ linh tinh thôi Thành sang chơi lâu chưa Thành sang cũng lâu rồi Nhìn hộp đồ chơi mới Lan cau mày Cậu lại mua đồ chơi thằng bé đấy à Có bộ đồ chơi thôi mà Từ hôm mẹ con tớ chuyển về đây Cậu mua bao nhiêu đồ cho con mẹ tớ rồi đấy Tốn bao nhiêu tiền rồi Có đáng gì đâu Cậu đừng nói vậy Tớ xót tiền thay cậu thôi Chứ tớ đâu có chê đâu Lần sau mua ít thôi nhá Không nó bày bừa khắp nhà đấy <laughs> Tớ biết rồi À chồng cũ của cậu Vào công ty tớ làm đấy Thế à Ừ anh ta đang trong thời gian thử việc Làn thở dài Kệ anh ta thôi Giờ tớ và anh ta không có liên quan gì đâu chứ đâu Anh ta trong công việc khá là giỏi đấy Nhưng nhân phẩm thì hơi kém nhỉ Lan ỉu xìu rồi nói Tớ và anh ta li hôn rồi, nên cậu không cần phải bận tâm đâu, cứ kệ anh ta đi, để anh ta làm việc còn nuôi vợ anh ta nữa chứ." Thành gật đầu. "Tớ biết rồi mà, họ đã hạnh phúc lâu rồi, sao cậu không tìm cho mình một người để chia sẻ đi?" Lan gãi đầu gãi tai. "Người như tôi thì làm gì có ai để ý chứ, cậu tưởng tìm được người cùng mình chia sẻ mà dễ à?" "Có người đứng lù lù đây này." "Đâu, người nào?" Đây là tôi đây Tôi muốn cùng cậu chia sẻ mọi chuyện Cậu có đồng ý không? Lan phì cười nhìn Thành Cậu lại trêu tôi đấy à? Tôi nói thật mà Lan ngại nên quay mặt đi Thì đành kéo cô lại Và anh nói giọng rất nghiêm túc Lan Mười năm trước tôi từng ngỏ lời thích cậu Và bây giờ Sau mười năm xa cách Thì tôi vẫn thích cậu lan cười gãi đầu ngại nói cậu kỳ thật những lời nói trẻ con ngày xưa thì sao tôi nhớ nổi chứ thế giờ để tôi nhắc lại cho cậu nhớ lan tôi thích em mười năm sau tôi vẫn thích em em cho tôi một cơ hội để chăm em và con có được không không tôi xin lỗi giờ tôi không có tâm trạng để yêu đương đâu nhà tôi còn bận bao việc ý nói xong lan vội đi vào bếp nấu nướng Thành lặng lẽ đi theo Lan Anh ngồi nhìn cô từ phía sau Lan bực quá Quay lại gắt lên Cậu về đi Cậu nhìn thế sao tôi làm việc được chứ Vậy để tôi nấu cơm cho cậu Cậu ngồi nghỉ đi Thành lại sắn tay lên Rồi nhặt rau nấu cơm Cậu biết làm những việc này sao Ừ tôi ở một mình Nên phải biết làm chứ Tôi nấu cơm cũng được lắm đấy Lát em ăn sẽ biết ngay Lan cười cậu làm tôi ngạc nhiên đấy một giám đốc lớn như cậu lại còn biết cơm nước thế này đúng là khó tin mà nếu em đồng ý thì cả đời này tôi sẽ nấu cơm cho em ăn em hãy suy nghĩ lời tôi nói nhé lan vội lảng tránh sang chuyện khác ngay để tránh câu hỏi của thành thành này tôi có đứa em họ con nhà gì tôi đó nó mới ra trường lại chưa có bạn trai để tôi giới thiệu cho cậu nhé tôi đã thích em rồi nên tôi sẽ không thích ai nữa đâu nên em đừng giới thiệu làm gì cho mất công tôi có điểm gì tốt đâu chứ em có nhiều điểm tốt mà lại đây tôi nói cho mà nghe lan mới ghé mặt vào thì thành hôn và môi cô một cái khiến cô giật mình cậu cậu điên à tôi em mà nói thêm nữa là tôi hôn em đấy hôn tới khi nào em không nói nổi nữa thì mới thôi lan lấy tay che miệng rồi đi ra ngoài Thành mỉm cười rồi nấu cơm tiếp. Lan lên nhà chơi với con, thì mẹ cô về, thấy Thành đang nấu cơm trong bếp, bà liền lại nói nhỏ vào tay Lan. thằng Thành, nó thích con thật đấy Lan ạ. À. Làm gì có chuyện đó chứ? Thật đấy, nó nói với mẹ là nó muốn chăm sóc cho con và con trai con đấy. Nó là người tốt, con lấy nó thì mẹ cũng yên tâm con ạ. À. Nhưng mà... con không xứng với Thành mẹ ạ. Thời đại nào rồi, con còn nói như vậy chứ thằng thành nó thích con từ ngày xưa mà tới giờ nó vẫn thích con đấy tìm được người như thế không dễ dàng đâu con mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ và không bỏ lỡ một người tốt như nó nhé ông cường và nhung đã lén nốt quan hệ với nhau rất nhiều lần nhưng quang và bà mai không hề hay biết một tháng trôi qua số tiền trong két của ông cường cứ vơi dần mà ông cường lại quá ham hố gái trẻ nên ông không thể nào dừng lại nổi nữa rồi quang làm việc thử một tháng thì anh mới biết giám đốc của anh chính là người đàn ông đang theo đuổi lan vợ cũ của anh sau khi tận mắt nhìn thấy lan mang đồ ăn tới cho thành thì quang lại thấy khó chịu anh đi ra cổng bảo vệ đứng hút thuốc lan mang đồ cho thành xong cô đi về thì quang đứng chặn ở cổng lan em và thành đang yêu nhau ư việc của anh à anh muốn biết em nói đi đúng tôi với anh thành đang quen nhau đấy anh đã hạnh phúc bên cô ta từ bao lâu rồi giờ tôi cũng phải hạnh phúc chứ hay anh thấy tôi hạnh phúc anh ghen tị ư quang cười mỉa cô cũng giỏi đấy nhở lừa được một người giàu có như thành có vẻ như tôi đã quá coi thường cô rồi lan ạ anh nói xong chưa tránh ra để tôi còn về cô hãy cẩn thận kẻo có ngày anh ta đá đít cô như tôi đã làm đấy anh cầm mõm vào đi thành không bao giờ như anh đâu tất cả là do cô đĩ thỏa lẳng lơ với bố tôi thì tôi mới vậy đó Lan ạ à. tới nước này thì tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi Quang ạ à. nhưng anh hãy nhớ rằng mặc dù bố anh có ý đồ đen tối với tôi nhưng chưa bao giờ tôi đồng ý nhưng còn nhung vợ của anh ý, cô ta lại khác tôi đấy anh tự đi mà tìm hiểu đi Lan bước đi thì Quang tóm tay cô lại. Cô đứng lại, cô nói vậy là có ý gì hả? Chúng ta đã ly hôn rồi mà cô vẫn tìm cách phá tôi và Nhung sao? Lan bực quá mới gắt lên. Được rồi, vậy anh mở mạng lên đi, tôi sẽ gửi cho anh vài đoạn video, anh xem rồi tự nghĩ. Video gì hả? Lan liền gửi cho Quang mấy đoạn video mà cô quay lại qua camera lần trước, cô bí mật lắp trong phòng ngủ của cô và Quang. Ông Cường và Nhung thường xuyên quan hệ trong căn phòng đó luôn. Lan gửi cho Quang rồi đi về. Quang vội chạy vào trong để bắt mạng wifi để xem Lan gửi video gì. Xem video thứ nhất, Quang sốc rơi điện thoại xuống đất. Anh bàng hoàng hai mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Quang phóng xe như điên chạy vại về nhà. Nhung đi học về, sớm thấy ông Cường đang tắm trong nhà tắm. Lần nào mình về là lão lại đi tắm. Cái lão này già rồi mà nhu cầu còn cao hơn cả con trai lão. Kinh thật. Ông Cường đi xa thấy Nhung đã về Ông liền chạy ra ôm Nhung Nhớ quá, nhớ quá Ôm cái đi Lên phòng thôi, anh bố già Quang lái xe tới cổng Anh gửi xe bên quán nước rồi đi bộ về Quang trèo cổng đi vào nhà Ở trên phòng ông Cường và Nhung Đang quấn chặt lấy nhau Lát cho em tiền Đi tắm trắng nhé anh già Ông Cường rúc mặt vào Lời đẩy đả của Nhung Mà hít hít Em trắng nõn thế này, còn tắm trắng làm gì nữa chứ? Em muốn trắng nữa cơ, em trắng em đẹp chỉ để phục vụ anh già mà." Ông Cường gật đầu lia lịa. "Được, chiều em hết, em muốn gì cũng được luôn." Nhung ôm cổ ông Cường. "Đấy, anh cứ thế có phải yêu không nào?" Quang đi lên cầu thang, anh nghe tiếng bố mình và Nhung đang nói trên phòng, anh đã hoàn toàn tin lời Lan nói. Bao lâu nay anh xài chung đồ với bố anh Mà anh không biết Hình ảnh người bố tốt trong anh hoàn toàn sụp đổ Ở trên giường Nhung nằm sốc Ông Cường nằm đè lên trên Và hì hục quan hệ Quang đi vào đứng lù lù phía sau Mà ông Cường và Nhung không hề hay biết Nhung ơi Sướng quá em có sướng không Nhung nằm gật đầu tóc tài rũ rượi Sướng Sướng lắm anh già ạ Quang điên máu, anh rút dây lưng ra và vòng vào cổ ông Cường và siết chặt cổ ông Cường, kéo mạnh ra phía sau, khiến ông Cường ngã nhào. Ông già khốn khiếp, sao ông lại dám làm cái trò khốn nạn này hả? Ông Cường bị siết cổ, u ớ không nói được câu gì. Còn Nhung sau khi bị giật mình quay lại, nhìn thấy Quang thì cô vô cùng sợ hãi, vội vàng quấn khăn vào người và cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài. Quang cứ đứng siết chặt cổ ông Cường bằng dây lưng của mình, mặc cho ông Cường dãy ruộng, mắt trợn ngược lên. Ánh mắt Quang đỏ ngầu lên vì giận dữ. Nhung bỏ chạy ra ngoài kêu thất thanh, nên mấy người đang đứng ngoài đó, vội chạy vào nhà và phi thẳng lên gác để ngăn, ngăn Quang lại. May mà họ lên kịp thời, chỉ muộn chút nữa thôi là ông Cường bị Quang siết cổ chết tới nơi rồi. Ông Cường bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu mọi người đưa ông cường đi cấp cứu còn quang ở nhà anh ta phát rồ lên đập phá hết đồ đạc trong nhà bà mai về thấy đồ đạc trong nhà vỡ hết quang ngồi trong đống đổ nát ánh mắt ngây dại quang ơi có chuyện gì thế con sao đồ đạc trong nhà vỡ hết thế hả con quang vừa khóc vừa cười hết thật rồi cái nhà này cái gia đình này tan nát hết rồi mẹ ạ à. Có chuyện gì thế hả con Con nói mẹ nghe đi con Ông ta ăn nằm với con Nhung Từ rất lâu rồi mẹ ơi Bà Mai biết chuyện Chỉ biết ngồi khóc lặng lẽ Bà không còn mặt mũi để nhìn ai nữa Sau khi chuyện ông Cường và Nhung bị lộ Thì gia đình Quang tàn dã hết Bà Mai dọn về sống cùng chị gái Quang thì đi Hàn Và không có ý định quay về Ông Cường thì một mình lủi thủi Trong ngôi nhà lạnh lẽo Tiền cũng cạn kiệt còn Nhung đã cao chạy ra bay mất rồi Cuộc sống của Lan đã yên bình trở lại Lan mở lớp dạy thêm ở nhà Con trai cô có bà ngoại chăm sóc cẩn thận Có thành ở bên hết mực yêu thương Mẹ con Lan Khiến mẹ cô cũng thấy yên lòng hơn Còn Lan Cô đã nhận lời cầu hôn của Thành Và hai người sẽ kết hôn trong thời gian tới Lan đang ngồi chơi với con Thì mẹ cô đi chợ về Bà kể mẹ vừa gặp ông cường ở ngoài chợ con ạ à. ông ấy đi chợ à mẹ ông ấy giờ hóa điên rồi cứ đi lang thang khắp đầu đường xó chợ con ạ à. đầu tóc bê bết quần áo thì rách tả tơi mẹ sốc khi nhìn thấy ông ấy bị như thế đấy con ạ à. lan giật mình hoang mang ông ấy bị điên hả mẹ mẹ có nhìn nhầm không ạ à? thật mà mẹ nhìn thấy tận mắt mà đấy ai bảo sống không hẳn hoi giờ bị quả báo đấy mà bà mai cũng bỏ về sống cùng chị gái rồi thì phải giờ ông ta lại bị điên thế nữa chứ mà thằng quang đi đâu mất rồi ý anh quang đi hàn rồi hôm trước anh ấy sang tạm biệt con trai mà anh ấy nói lần này sẽ đi không về nữa mẹ ạ <laughs> khổ quá bố nó làm vậy nó sốc là đúng rồi thế nó có biết sai mà xin lỗi con một câu không hả dạ có anh ấy đã xin lỗi con và cho thằng cu 50 triệu lần này anh ta đi không biết tới bao giờ mới về nữa đó mẹ ừ vậy thế là được rồi giờ con có thằng thành mẹ cũng yên lòng rồi con ạ à. dạ nan mỉm cười mọi chuyện đã qua cả rồi cô không còn buồn hay trách móc ai nữa nhưng lan thấy tiếc cho ông cường đáng lẽ ông ấy đã không phải trả cái giá đắt như vậy rồi hy vọng sẽ có một ngày Ông khỏi bệnh và quay về với cuộc sống bình thường như mọi người. Còn Nhung, cô ta sau khi lấy được tiền của ông Cường đã bỏ đi và cặp kè với một tên cũng có vợ. Nhưng vợ anh ta thì lại không hiền giống như Lan. Sau khi mối tình vụng trộm của hai người bị phát hiện thì cô ta bị người vợ kia tạt axit và hủy hoại dung nhan. Đáng đời người đàn bà chỉ biết chen vào hạnh phúc và phá hoại gia đình người khác. các bạn khán thính giả thân mến chúng ta vừa nghe xong câu chuyện về hôn nhân gia đình một câu chuyện mà nghe xong chắc trong lòng ai cũng không ưa nổi ông bố chồng già vừa gàn dở vừa khó tính và cậu con trai mù quáng và bất nhân một câu chuyện chỉ chỉ ra mặt tối của hôn nhân gia đình những mâu thuẫn sự tin tưởng và trách nhiệm nên có trong cuộc sống rồi người xấu sẽ nhận được quả báo thích đáng sống không có đức sẽ phải gánh chịu hậu quả Chúc mừng Lan đã có bến đỗ hạnh phúc mới. Chúc vợ chồng cô luôn hạnh phúc. Thu Hà hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh chuyện bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.